Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhất Vlog. Vâng thưa các bạn, chúng ta cần một cái máy mà coi như là có màn hình Full HD với màn hình là cảm ứng được như thế này. Máy là có webcam, có mic đầy đủ hết, phục vụ về trong công việc như là làm việc cũng giống như là về văn phòng. Và chúng ta có chút về như là đồ họa như là Photoshop trên đây. Và máy phải là nhẹ, khoảng chừng là 1,3-1,4kg thôi. Thì hôm nay mình sẽ review dòng máy này, đó chính là dòng máy Dell Latitude. Và đây chính là dòng phiên bản là Dell Latitude là dòng 7400. Máy có license Windows 10 bản quyền. Và máy là coi như là rất là đẹp. Mẫu mã trên đây, mẫu được coi là tràn viền. Tràn viền được như thế này luôn ha. Thì đây là dòng máy mà mình đang review gửi về cho một vị khách ở anh này là đang là ở Buôn Ma Thuột. Đó. Thì anh có yêu cầu review dòng máy này lên và gửi về cho anh. Thì sẵn đây là cảm ơn anh Nguyễn Công Mạnh ha. Đó, thì anh đã tin tưởng và ủng hộ về bên shop. Thì đây là một dòng máy mà chúng ta nhìn thấy là với cấu hình cũng khá là tốt. Cấu hình như sau. Cấu hình ở đây, ở đây các bạn nhìn thấy trên đây nè, cấu hình đang được trang bị là Core i7 86. Đây, bây giờ chúng ta nhìn thấy về cấu hình đây, 8665U. Thì đối với dòng này đang là 1GB9 và turbo lên tới là 4GB trên 4GB luôn các bạn. Đây, i7 nè, 8665 mà. Thì ở đây các bạn nhìn thấy về đối với dòng này 1GB9 và turbo lên tới là 4GB8 luôn các bạn. Đây nha, CPU Core i7 Kết 80 4GB8. Và đối dòng này đang là 1GB9 nè, turbo lên là maximum là 4GB8, 4x8 luôn, hay gọi là 8 CPU trên đây ha. Và đối dòng này là TTP nè, đang là 15W. Dòng này cũng khá là tiết kiệm điện trên đây. Và đối dòng máy chúng ta nhìn thấy là về RAM, RAM của dòng máy này như sau. RAM đây, bây giờ mình sẽ ghi tiêu chi tiết lại gần lại với nhau để mời chúng ta xem. Thưa các bạn, đối với RAM ở đây đang là RAM 8GB, có thể gánh được tối đa trên đây là 32GB với chuẩn D54 bus 2004. Và ở đây các bạn nhìn thấy trên đây là về cộng hình, cảm nhận là HD Graphics Ultra HD Graphics 620, cho phép chúng ta xử lý về những đồ họa thông thường như là Photoshop cũng giống như là chạy đa tác vụ trên đây, dành cho máy về như là dân lập trình xài về văn phòng. Máy là có hay đi tiếp khách thì mẫu này rất là bền và di chuyển tiện lợi trên đây ha. Và ở đây các bạn nhìn thấy về trên đây là những cái cấu hình như sau nè, option thêm nè. Đây, về cảm ứng, máy có màn hình cảm ứng nha. Bây giờ mình thử nè, nhấp chuột phải nè. Màn hình ở đây đang được độ phân giải đang là 1920x1080. Độ phân giải Full HD với tấm nền IPS, có cảm ứng ở trên đây. Màn hình rất là đẹp luôn. Đây là mình sẽ nghiêng ra nè, mọi góc cảnh nè. Thấy không? Các bạn nhìn thấy là về như là từng góc một, hình ảnh không bị thay đổi trên đây. Máy rất là đẹp trên đây ha. Dòng Dell Latitude 7400 ha. Rồi, về như sau. Ở đây chúng ta nhìn thấy về như là một số tính năng cảm ứng rồi nè, i7 nè, 8665 nè. RAM 8GB, turbo lên được tới là maximum gánh được là 32GB RAM. SSD đây là ổ cứng đang là SSD 256GB nè. Đây mình đang gắn ổ Intel nè. Wi-Fi đây là chuẩn là 9560 nè. Chuẩn này là được coi là hai băng tần. Thì hai băng tần Wi-Fi này chúng ta nhìn thấy là có về như là 2.4 nè. Và có Wi-Fi được là 5GB nè. Đó. Và kèm theo có Bluetooth. Bluetooth ha. Wi-Fi này có Bluetooth luôn nè. Đây. Máy có hỗ trợ Bluetooth nè. Thì sẵn đây là những ai mà chúng ta cần xài Bluetooth thì chắc chắn máy là sẽ có hỗ trợ được luôn nha. Đó. Và thêm tiếp tục nữa là GPU HD Versus Graphics là Ultra HD Graphics 620. Máy có webcam. Cái webcam này chúng ta nhìn thấy trên đây nè, các bạn nhìn thấy là về webcam nè. Webcam này được cái một cái lợi là sao? Chúng ta có thể gạt qua là tắt nè. Khóa chống nhìn trọt được trên đây. Còn nếu chúng ta làm việc chúng ta mở đây ra. Và có hai mic hai bên hông. Máy được viền khá là mỏng được trên đây. Đó. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy về ngoại hình, hình dáng, tất cả những tính năng trên đây mình đã test hết rồi và khá là ổn định được trên đây. Bàn phím của máy chúng ta nhìn thấy gõ nè, cảm giác rất là sướng luôn. Đó, tuyệt vời ha.
tuyệt vời luôn. Đây, phím zin theo máy Tupet có vị trí NFC. Đây, các bạn nhìn thấy về ngoại hình của máy đây. Máy được là logo Dell màu trắng trên đây ha. Đó, logo Dell màu trắng nè. Với vân carbon. Vân carbon. Ở đây chúng ta nhìn thấy trên đây nè. Nó có đằng sau nó có hai cái dưới, hai cái cao su này nè. Để khi mình mở màn hình lên là cái vị trí này sẽ tì xuống cái màn hình. Cái đèn ha. Nâng cái máy lên cho ta vị trí về thoáng máy hơn. Rồi các cổng kết nối. Các cổng kết nối như sau. Ở đây các bạn nhìn thấy những cái cổng kết nối như sau nè. Ở đây là vị trí về rất sạc nè. Đây là USB-C nè. HDMI xuất ra được 4K nè. Đây là cổng USB 3.0 nè. Thẻ SC nè. Qua đây chúng ta nhìn thấy đây là vị trí về có vị trí VAT để chúng ta mở máy lên nè. Đó, bản lề chúng ta thử ha. Về bản lề. Bản lề thì chúng ta thử nè, chúng ta mở lên như thế này nè. Đó, khá là máy là có thể rất là chờ, bám rất là chắc. Bản lề cũng khá là cứng cáp. Đó. Rồi, qua hôm đây. Các bạn nhìn thấy trên đây nó sẽ có những cái cổng kết nối như sau nữa nè. Vị trí thêm đây nè, vị trí về chống cầm lộn về máy nè. Thấy không? Đây là cổng USB 3.0. Đây là thẻ SD nè. Đây là vị trí thẻ SIM nè, mic jack 3.5 nè. Đó. Rồi. Mặt sau. Mặt sau đây là của dòng máy Dell Latitude 7400. Sản xuất năm 2020. Máy còn khá là mới. License Windows 10. Bản quyền ha. Thì đối với dòng máy này chúng ta chỉ cần là có cái license này, khi chúng ta cài Win lên là bản quyền Win 10 và Win 11 là tự nhận được trên đây ha. Win 10 tự nhận được ha. Update lên Win 11. Đó, Latitude. Mặt sau là hợp kim nè. Vân carbon nè. Bản lề ở đây cho phép ngửa ra được là 180 độ như thế này. Đó. Chức năng. Mẫu máy khá là bền, mỏng. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết trên đây để chúng ta xem về bàn phím. Trên đây ha. Chi tiết đây nè. Những cái phím này. Đó. Vị trí về, đây là vị trí về nút nguồn nè. Trên đây ha. Rồi, sơ bộ về dòng máy mà mình review như này. Mời anh em chúng ta sẽ cùng xem. Clip ở đây mình cũng review và gửi đến anh Nguyễn Công Mạnh ở coi như là ở trung tâm ha, Buôn Ma Thuột á. Rồi, clip xin tạm dừng đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Thì mong rằng trên clip này khi anh nhận máy được, anh sẽ có phản hồi tích cực ha. Xin cảm ơn các anh. Một lần nữa là trân trọng cảm ơn anh Mạnh đã quan tâm ủng hộ clip bên máy của Nhất Vlog ha. Thì đây, địa chỉ của mình là 159 Nguyễn Thế Sơn nè. Đây, bây giờ mình sử dụng lên nè. 159 Nguyễn Thế Sơn, phường 4 Gò Vấp, 0922 422 422. Ở ngoài mặt tiền đây. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo.